499 Khi ấy, Đại Đức Upali đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Upali đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, vị tỳ khưu có ý muốn áp dụng sự hành xử. Atta Adatukamena, Bikuna nên áp dụng sự hành xử khi được hội đủ bao nhiêu điều kiện. Này Upali, vị Tỳ khưu có ý muốn áp dụng sự hành xử, nên áp dụng sự hành xử khi hội đủ 5 điều kiện. Này Upali, vị Tỳ khưu có ý muốn áp dụng sự hành xử, nên quán xét như sau. Việc ta có ý muốn áp dụng sự hành xử này là đúng thời điểm để áp dụng sự hành xử này hay không đúng thời điểm này upali nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét biết rõ như vậy sái thời điểm để áp dụng sự hành xử này không phải đúng thời điểm này upali không nên áp dụng sự hành xử ấy này upali nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét biết rõ như vậy đúng thời điểm để áp dụng sự hành xử này không phải sái thời điểm này upali vị tỳ khưu ấy nên quán xét thêm rằng việc ta có ý muốn áp dụng sự hành xử này nhưng sự hành xử này là hợp lý hay không hợp lý này upali nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét biết rõ như vậy sự hành xử này là vô lý không hợp lý này upali không nên áp dụng sự hành xử ấy này Upali, nếu vị Tỳ khưu trong lúc quán xét biết rõ như vậy, sự hành xử này là hợp lý, không phải không hợp lý. Này Upali, vị Tỳ khưu ấy nên quán xét thêm rằng, việc ta có ý muốn áp dụng sự hành xử này, nhưng sự hành xử này có đem lại sự lợi ích hay không đem lại sự lợi ích. Này Upali, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét biết rõ như vậy sự hành xử này đem lại sự vô ích không đem lại sự lợi ích này upali không nên áp dụng sự hành xử ấy này upali nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét biết rõ như vậy sự hành xử này đem lại sự lợi ích không phải đem lại sự vô ích này upali vị tỳ khưu ấy nên quán xét thêm rằng trong khi áp dụng sự hành xử này, ta sẽ đạt được các tỳ khưu cùng tri kiến, cùng quan điểm ở trong nhóm theo đúng pháp, theo đúng luật hay sẽ không đạt được. Này Upali, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét biết rõ như vậy, trong khi áp dụng sự hành xử này, ta sẽ không đạt được các tỳ khưu cùng tri kiến, cùng quan điểm ở trong nhóm theo đúng pháp, theo đúng luật. Này Upali, không nên áp dụng sự hành xử ấy. Này Upali, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét biết rõ như vậy, trong khi áp dụng sự hành xử này, ta sẽ đạt được các tỳ khưu cùng tri kiến, cùng quan điểm ở trong nhóm theo đúng pháp, theo đúng luật. Này Upali, vị tỳ khưu ấy nên quán xét thêm rằng khi sự hành xử này của ta được thừa nhận, do nguyên nhân ấy sẽ xảy ra sự tranh cãi, cãi cọ, xung đột, tranh luận cho hội chúng. Sẽ xảy ra sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân loại trong hội chúng, sự đa dạng trong hội chúng, hay sẽ không xảy ra. Này Upali, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét biết rõ như vậy khi sự hành xử này của ta được thừa nhận, do nguyên nhân ấy sẽ xảy ra sự tranh cãi, cãi cọ, xung đột, tranh luận cho hội chúng, sẽ xảy ra sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân loại trong hội chúng, sự đa dạng trong hội chúng. Này Upali, không nên áp dụng sự hành xử ấy. Này Upali, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét biết rõ như vậy, khi sự hành xử này của ta được thừa nhận do nguyên nhân ấy, sẽ không xảy ra sự tranh cãi, cãi cọ, xung đột, tranh luận cho hội chúng, sẽ không xảy ra sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân loại trong hội chúng, sự đa dạng trong hội chúng. Này Upali, nên áp dụng sự hành xử ấy. Này Upali, sự hành xử hội đủ năm điều kiện như thế được áp dụng sẽ không đem lại sự ân hận sau này năm trăm bạch ngài vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn khiển trách vị khác nên quán xét bản thân Tam, bao nhiêu pháp rồi mới nên khiển trách vị khác này upali vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn khiển trách vị khác nên quán xét bản thân năm pháp rồi mới nên khiển trách vị khác này upali vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn khiển trách vị khác nên quán xét như vậy ta có sở hành về thân trong sạch không ta có hội đủ sở hành về thân trong sạch không sai sót không lỗi lầm không pháp ấy được tìm thấy ở ta hay không được tìm thấy này Upali, nếu vị tỳ khưu không có sở hành về thân trong sạch, không hội đủ sở hành về thân trong sạch, không sai sót, không lỗi lầm. Có những người nói với vị ấy rằng: Này, đến lúc đại đức nên rèn luyện điều liên quan đến thân. Như thế là những người nói về vị ấy. 501. Này Upali, còn có điều khác nữa vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn khiển trách vị khác nên quán xét như vậy ta có sở hành về khẩu trong sạch không ta có hội đủ sở hành về khẩu trong sạch không sai sót không lỗi lầm không pháp ấy được tìm thấy ở ta hay không được tìm thấy này upali nếu vị tỳ khưu không có sở hành về khẩu trong sạch không hội đủ sở hành về khẩu trong sạch không sai sót không lỗi lầm, có những người nói với vị ấy rằng Này, đến lúc đại đức nên rèn luyện điều liên quan đến khẩu, như thế là những người nói về vị ấy. 502 Này Upali, còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn khiển trách vị khác nên quán xét như vậy. Tâm từ của ta tức là tâm không ác cảm đối với các vị đồng phạm hạnh có hiện khởi không pháp ấy được tìm thấy ở ta hay không được tìm thấy này upali nếu tâm từ của vị tỳ khưu là tâm không ác cảm đối với các vị đồng phạm hạnh không có hiện khởi có những vị nói với vị ấy rằng này đến lúc đại đức nên thể hiện tâm từ đến các vị đồng phạm hạnh như thế là những người nói về vị ấy. 503. Này Upali, còn có điều khác nữa. Vị Tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn khiển trách vị khác nên quán xét như vậy. Ta có phải là vị nghe nhiều, là vị ghi nhớ được điều đã nghe, có sự tích lũy điều đã nghe không? Những pháp nào có sự tốt đẹp ở phần đầu, tốt đẹp ở phần giữa, tốt đẹp ở phần cuối. Tuyên thuyết về phạm hành thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ, có sự thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, các pháp có hình thức tương tự như thế, có được ta nghe nhiều, có được ghi nhớ, có được tích lũy bằng cách đọc lại, có được dụng tâm quan sát, có được thâm nhập bằng tri kiến không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta hay không được tìm thấy? Này Upali, nếu vị tỳ khưu không phải là vị nghe nhiều, không phải là vị ghi nhớ được điều đã nghe, không có tích lũy điều đã nghe, những pháp nào có sự tốt đẹp ở phần đầu, tốt đẹp ở phần giữa, tốt đẹp ở phần cuối, tuyên thuyết về phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ, có sự thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, các pháp có hình thức tương tự như thế, không được vị ấy nghe nhiều, không được ghi nhớ, không được tích lũy bằng cách đọc lại, không được dụng tâm quán xét, không được thâm nhập bằng thi kiến. Có những người nói với vị ấy rằng, nay đến lúc Đại Đức nên học tập kinh điển, như thế là những người nói về vị ấy. 504. Này Upali, còn có điều khác nữa. Vị Tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn khiển trách vị khác nên quán xét như vậy. Hai bộ giới bổn, Patimukha, có được truyền lại đến ta một cách chi tiết, khéo được phân tích, khéo được áp dụng, khéo được xác định theo từng điều học hoặc từng từ ngữ không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta hay không được tìm thấy? Này Upali, nếu hai bộ giới bổn, patimokkha, không được truyền lại đến vị Tỳ khưu một cách chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo được áp dụng, không khéo được xác định theo từng điều học hoặc từng từ ngữ. Khi được hỏi như vậy. Này đại đức, điều này đã được Đức Thế Tôn nói ở đâu mà không đáp được? Có những người nói với vị ấy rằng này đến lúc đại đức nên học tập về luật như thế là những người nói về vị ấy này upali vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn khiển trách vị khác nên quán xét bản thân năm pháp này rồi mới nên khiển trách vị khác năm trăm lẻ năm bạch ngài vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn khiển trách vị khác nên chuẩn bị bản thân. Ajatam Ubatha Petva, bao nhiêu pháp, rồi mới nên khiển trách vị khác. Này Upali, vị tỳ khưu nguyên cáo, có ý muốn khiển trách vị khác, nên chuẩn bị bản thân năm pháp, rồi mới nên khiển trách vị khác. Ta sẽ nói hợp thời, không phải sái thời. Ta sẽ nói với sự thật, không phải nói với sự sai trái ta sẽ nói với sự mềm mỏng, không phải bằng cách thô lỗ, ta sẽ nói có liên hệ đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi ích, ta sẽ nói với tâm từ, không phải với nội tâm có sân hận. Này Upali, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn khiển trách vị khác, nên chuẩn bị bản thân năm pháp này rồi mới nên khiển trách vị khác. 506 Bạch Ngài Sự ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển trách không đúng pháp với bao nhiêu hình thức. Này Upali, sự ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển trách không đúng pháp với năm hình thức. Ai đó có thể nói rằng Đại đức khiển trách sái thời, không hợp thời, Thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho Ngài Đại đức khiển trách với sự sai trái Không phải với sự thật Thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho Ngài Đại đức khiển trách bằng cách thô lỗ Không phải với sự mềm mỏng Thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho Ngài Đại đức khiển trách không liên hệ đến lợi ích Không phải có liên hệ đến lợi ích thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài đại đức khiển trách với nội tâm có sân hận không phải với tâm từ thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài này upali sự ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển trách không đúng pháp với năm hình thức này lý do của điều ấy là gì là vì không có vị tỳ khưu nào khác có thể nghĩ đến là nên khiển trách với việc sai trái như thế. 507. Bạch Ngài, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển trách không đúng pháp với bao nhiêu hình thức? Này Upali, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển trách không đúng pháp với năm hình thức. Ai đó có thể nói rằng đại đức bị khiển trách sái thời, không hợp thời, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách với sự sai trái, không phải với sự thật, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách bằng cách thô lỗ, không phải với sự mềm mỏng, thế là đủ không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách không liên hệ đến lợi ích, không phải có liên hệ đến lợi ích. Thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho Ngài. Đại Đức bị khiển trách, bởi nội tâm có sân hận, không phải bởi tâm từ. Thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho Ngài. Này Upali, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển trách không đúng pháp với năm hình thức này. 508 Bạch Ngài Sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển trách đúng pháp với bao nhiêu hình thức. Này Upali Sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển trách đúng pháp với năm hình thức. Ai đó có thể nói rằng Đại Đức khiển trách hợp thời, không sái thời, Thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho Ngài Đại đức khiển trách với sự thật Không phải với sự sai trái Thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho Ngài Đại đức khiển trách với sự mềm mỏng Không phải bằng cách thô lỗ Thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho Ngài Đại đức khiển trách có liên hệ đến lợi ích Không phải không liên hệ đến lợi ích thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài đại đức khiển trách với tâm từ không phải với nội tâm có sân hận thế là đủ không đưa đến sự ân hận cho ngài này upali sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển trách đúng pháp với năm hình thức này lý do của điều ấy là gì là vì cũng có vị tỳ khưu khác sẽ nghĩ đến nên khiển trách với sự thật như thế, 509. Bạch Ngài, sự có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển trách đúng pháp với bao nhiêu hình thức? Này Upali, sự có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển trách đúng pháp với năm hình thức. Ai đó có thể nói rằng đại đức bị khiển trách hợp thời, không sái thời, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho Ngài. Đại đức bị khiển trách với sự thật, không phải với sự sai trái, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho Ngài. Đại đức bị khiển trách với sự mềm mỏng, không phải bằng cách thô lỗ, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho Ngài. Đại đức bị khiển trách có liên hệ đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi ích. Thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho Ngài. Đại Đức bị khiển trách bởi từ tâm, không phải bởi nội tâm có sân hận. Thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho Ngài. Này Upali, sự có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển trách đúng pháp với năm hình thức này. 510 Bạch Ngài, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn khiển trách vị khác nên tác ý nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên khiển trách vị khác. Này Upali, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn khiển trách vị khác nên tác ý nội tâm năm pháp rồi mới nên khiển trách vị khác. Lòng bi mẫn, sự tầm cầu lợi ích, lòng thương xót, sự thoát khỏi tội, sự tôn trọng luật. Này Upali, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn khiển trách vị khác nên tác ý nội tâm năm pháp này, rồi mới nên khiển trách vị khác. 511 Bạch Ngài, vị tỳ khưu bị khiển trách nên an trú trong bao nhiêu pháp? Này Upali, vì tỳ khưu bị khiển trách nên an trú trong hai pháp chân thật và không nổi giận dứt tụng phẩm thứ nhì dứt chương đình chỉ giới bổn và kha là chương thứ chín trong chương này có ba mươi sự việc hai tụng phẩm tóm lược chương này năm trăm mười hai trong ngày lễ bố tát cho đến lần thứ ba ác tỳ khưu không ra cũng đã bị kéo ra bởi mogalana diệu kỳ trong pháp phật điều học theo thứ lớp ổn định không vượt qua hội chúng chê xác thối các sông bỏ tên gọi và trôi chảy niết bàn chỉ một vị giải thoát pháp và luật có nhiều Thú lớn tám thánh nhân, ngài đã dùng ví dụ biển cả để phô bày tính chất của giáo pháp. Giới bổn ngài Bồ Tát, không ai biết chúng ta vì sửa chữa chúng hủy, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Giới hạnh kiểm trì kiến nuôi mạng là bốn phần. Bất Cộng Trụ Tăng Tàn Ưng Đối Trị Phát Lộ Tác Ác Thuộc 5 Phần Hư Hỏng Giới Hành Kiểm Chưa Làm Và Đã Làm Theo Cách Này 6 Phần Bất Cộng Trụ Tăng Tàn Trọng Tội Ưng Đối Trị Ưng Phát Lộ Tác Ác Và Lời Nói Sai Quấy Hư Hỏng Giới Hành Kiểm Chỉ Kiến Nuôi Mạng Sai 8 Điều Làm Chưa Làm Giới hạnh kiểm trì kiến chưa làm và đã làm đã làm và chưa làm như vậy là chính cách đã được đề cập đến theo phương pháp như thật kẻ bị bất cộng trụ các chuyện còn chưa quyết vị hoàn tục giống y vị phục tùng bác bỏ thảo luận sự bác bỏ sự hư hỏng về giới và hạnh kiểm cũng vậy sự hư hỏng trì kiến được thấy, nghe, nghi ngờ. Hãy biết rõ điều ấy, cả thảy có mười cách. Tỳ khưu thấy tỳ khưu, vị khác nói điều ấy, trong sạch vị ấy khai. Và đình chỉ giới bổn, và tìm mút kha lại, giải tán vì nguy hiểm. Vua, cướp, lửa và nước, người phi nhân thú rắn, mạng sống và phạm hành, chỉ một điều của mười hoặc trong các điều khác đúng pháp và phi pháp biết đường lối như vậy về thời gian sự thật có liên hệ lợi ích ta sẽ đạt hoặc có thuộc thân khẩu từ tâm học nhiều hai bộ phái đúng thời theo sự thật lời mềm mỏng lợi ích tâm từ vị khiển trách ân hận bởi phi pháp như thế sẽ xóa đi với vị khi khiển trách và vị bị khiển trách theo pháp không ân hận vì bi mẫn lợi ích thương xót sự thoát tội vì tôn vinh giới luật hành động vị khiển trách đấng toàn giác đã giảng còn vị bị khiển trách chân thật không sân hận một tức là nữ cư sĩ visakha